Hello nhầm, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Ok, hôm nay thì mình lại tiếp tục chiến hũ đây anh em. Hôm nay lại tiếp tục chiến hũ đây. Tôi sẽ nghiên cứu xem là mẹ chiến hũ nào. Một trong những yếu tố khá là quan trọng đấy. Rồi, Pirate King thần tài, chiến thần tài đi anh em ơi. Làm thử tí thần tài đi. Ở đâu thần tài hiện tại là hũ là hai củ này. Hai củ thì cũng khá là khoai đấy, hai củ khá là khoai đấy. Hai củ tôi tính xem anh em nhé, tôi tính xem một tí nhá. Mình xem là có hợp lý không. Mình cứ phải mình tính toán nó kỹ càng vào anh em, trước khi chơi phải tính toán nó kỹ càng vào. Ok. Tuyệt địa cầu sinh này, ma thú này, tài lộc này. Khó nhỉ. Nghiên cứu xem là chiến con hũ nào đây, cũng là một trong những bài toán khá là khó khăn với anh em đấy. Ok, hôm nay sẽ chiến con Pirate King đi. Ủa, hiện tại đang là 13 củ, mình chiến con này được đấy anh em ơi. Mức vốn là 35 củ thì chắc là tôi sẽ chơi mức an toàn thôi. Tôi chơi mức khoảng tầm 2 lít thôi anh em ạ, không nhiều. Tầm 2 lít thôi. Thật ra thì con Pirate King này thì nó cũng là một trong những con hũ tôi đánh giá là an toàn nhất rồi. Đấy. Nhưng mà mình cứ chơi theo kiểu là chắc kèo rồi đã. Ai muốn như thế nào thì mặc người ta. Mục tiêu của mình như thế nào là mình phải nắm rõ. Đấy, đừng có chạy theo người ta. Đến khi mẹ mình thua tha thì lại không biết kêu ai. Mình cứ phải lo cho mình trước anh em ạ. Mình cứ phải lo cho bản thân mình trước. Còn những cái việc mà người ta như thế nào thì đấy là việc của người ta thôi, đúng không? Ok anh em, tôi sẽ quay một 2 lít thôi. Hôm nay thì cũng kiếm trang là khá khá rồi nên là tôi cũng không tham nữa. Thật tình là như thế anh em ạ. Mà nên như vậy anh em ơi, nên như vậy, theo tôi thì nên như vậy. Bấm hơi lâu đấy, bấm hơi lâu đấy. Bấm lâu thế này mà không cho ăn nữa thì đúng là chịu luôn, đúng không anh em? Bấm kiểu này mà không cho ăn nữa thì chịu luôn. Rồi. Ok, chiến thôi. Vào việc luôn anh em ơi. Úi giời ơi, mới vào 32k. Mình cứ tưởng 32 củ chứ. Ui, sao nó không quay tự do nhỉ? Đấy, anh em hãy đón xem hết video này để xem là thành quả ngày hôm nay của tôi là như thế nào anh em nhá. Ok, cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua đã theo dõi, đồng hành và ủng hộ tôi. Nếu như anh em nào có thắc mắc gì, cứ bình luận trực tiếp ở dưới video này cho tôi. Tôi sẽ giải đáp cũng như tất cả anh em chúng ta ở đây cùng nhau thảo luận và đưa ra những phương án tối ưu hóa nhất để chiến thắng được nhà cái. Ok. Đây rồi, 4 lít 8 này, em thấy không? Cái con Pirate King này ăn rất là đều luôn. Ăn cực kỳ đều luôn anh em nhá. Ván nào cũng có. Ít nhiều thì ván nào cũng có anh em ạ. Thế mới ảo chứ. Đúng không? Như thế mới ảo chứ. Mặc dù nó chậm nhưng mà nó chắc. Đấy, thì mỗi người sẽ có một cái thiên hướng, một cái xu hướng để chơi. Có thể là nhiều anh em thì chọn cho mình cái phương án đó là được ăn cả ngã về không đấy. Đấy, 8 lít này. Một số anh em thì chơi theo kiểu an toàn, mỗi ngày kiếm 5 7 lít hay một hai củ gì đấy. Đấy. Tùy vào cách chơi của mình để mình định hướng được cái phương án chơi cụ thể. Rõ ràng phải đem lại cái tỷ lệ thắng cao nhất anh em nhá. 40k này. Thì nếu như mà anh em nào mà có đam mê bộ môn tài xỉu ấy, đấy thì anh em có thể kết hợp vừa quay hũ vừa chơi tài xỉu này anh em. Nhưng mà ui vẽ vãi cái cầu này anh em, 2 4 6 8 9 này, 2 4 6 7 này. Ui giới cái cầu này kinh thế nhở, em ấy cầu vãi cái linh hồn luôn. Ui nhân 3 ít nhở, ui nhân 3 là cao nhất à. Ui cầu này mà gặp tôi em chuyên gia đánh tài nữa thì đúng là nhức cổ nách luôn. Em ấy đã thế thì dã luôn hai củ cho nó máu này. Ui cầu này mà gặp tôi ngay từ đầu thì đúng là mẹ vào hơi trễ anh em ạ, vào hơi trễ, vào trễ làm thêm củ nữa. Ui cầu đúng là sướng thật sự luôn. 6 này đi con mẹ mày, vào trễ là đúng là gãy luôn anh em ơi, cày vãi cả linh hồn luôn. Đi con mẹ mày ảo thế nhở. Cầu này em tay này đánh làm tiếng cá hồi 10 củ luôn này, nghĩ ngợi nhiều đau đầu này.
Tại này tôi sẽ làm phát 10 củ luôn anh em nhá. Em xem siêu phẩm của tôi này. Thật sự thì mình nhiều khi mình chơi cũng kiểu chắc kèo, nhưng mà khi mà gặp những cái tiếng kết rồi ấy, gặp những cái tiếng kết rồi thì bao nhiêu tôi cũng dã anh em ạ. Thật sự luôn. Nhưng mà nó phải như thế anh em. Nó phải như thế, nhiều lúc nó phải đánh đổi một chút thì cái thắng lợi nó mới lớn lao được. Rồi, bây giờ 48k. Hơi ít đấy. Mẹ em mày làm phát 10 cú luôn này. Đầy này em ơi. Khô máu luôn anh em ạ, khô máu luôn. Mở bát, nếu mà thua tay này thì coi như ngày hôm nay là không có lãi đi. Nhưng mà làm sao mà thua được anh em. Cầu đã như thế rồi, tay sau tôi tiếp tục giã tiếp anh em. Tiếp tục giã tiếp của tay sau. Mẹ em mình gặp cái cầu này mà không ăn nữa thì đúng là hơi phí đấy anh em ạ. Gặp cái cầu này mà không ăn cũng hơi phí của giới luôn. Cầu này rõ ràng là một tiếng cá hồi đây rồi mà anh em còn bu vào đánh xỉu làm cái gì. Giời ơi, tôi sẽ xem thống kê xem là anh em đánh như thế nào nhé. Ui giời, 7M này. Ui giời ơi, hỏng hết bánh kẹo rồi, đánh thế này hỏng hết bánh kẹo rồi. Tay đấy mà anh em đánh xỉu được thì cũng đúng là tiếp tục giã tài. Nghĩ nhiều đau đầu anh em ạ, phang luôn. 4 củ rồi. Nếu như mà ăn tay này nữa thì lãi chục củ, gần chục củ rồi, được rồi, ok rồi. Có khi là lại rút ngay, rời. Đời biết đâu bất ngờ anh em. Đúng không? Đời biết đâu bất ngờ gặp cái cầu này thì cứ tài mà dã thôi, nó còn ra khoảng 2-3 cái tài nữa nên anh em cứ thoải mái đi. Chưa hết đâu anh em ạ. Ui đi con mẹ mình, 4 5 lên 1 kìa. Vãi. 4 5 lên 1 mẹ em mình. Tính nhắn mừng rồi. Má cày thế nhỉ. 4 5 mà còn lên 1 nữa thì đúng là chịu luôn. Tôi chịu luôn này ông ơi. À cay thật sự luôn. Tiếp tục giã tài nha anh em, tiếp tục giã tài nha. Anh em cứ đánh tài gặp cái dạng cậu như thế này. Tôi thật anh em gặp cái dạng cầu như thế này em cứ giã tài cho tôi, không phải nghĩ nhiều đó đâu. À, nếu mà nó ngược lại với cái xỉu thì mình cứ giã xỉu. Còn đây là hiện tại nó đen chì đen tài thế này thì mình cứ giã tài cho tôi thôi. À, nói là làm luôn anh em bảo tôi mõm này. Nhưng mà cứ từ từ đã, tôi phải vào sau cùng cơ anh em. Tôi không vào sớm đâu. Mình cứ bình tĩnh chờ người ta chơi trước đi, rồi mình hẵng chơi. Nhường nhịn người ta anh em ạ, nhường nhịn cho anh em vào trước đi. Tôi sẽ vào khoảng 5 giây cuối. Đây rồi. Đến giờ rồi anh em ơi, hãy làm việc của mình đi. Ra cơ húp này. Địt con mẹ mày gãy luôn này. Vãi đạn luôn. Tự tin và cái kết anh em ạ. Mạnh quá tự tin và cái kết. Đi bụi luôn. À, bực mình thật sự luôn. Địt cụ mày. Nhân 5. Bây giờ nhân 2 ông nội ơi. À, quá tự tin và cái kết. Quá nguy hiểm luôn. Xin lỗi anh em nhưng chắc là tay này tôi sẽ all in vào xỉu thôi. Tôi sẽ all in vào xỉu của tay này anh em nhé. Chắc là tôi phải dừng lại cái hũ lại một tí đi. Mà tôi sẽ all in vào cái xỉu của tay này. Được ăn cả ngã với không anh em ạ. Rồi, tạm thời gác lại tí này. Điểm tiếng này là mấy tiếng quan trọng của cuộc đời này anh em. Nếu mà gãy tay này thì mới chấp nhận này. Đến giờ rồi anh em ơi, đến giờ học bài rồi anh em ơi. Tay này mà ăn lãi 10 củ đúng không? Rồi. Thôi xong. Đi cứ địt của mẹ mày 442 anh em ơi, vãi. Trời ơi. Mày ok chưa anh em ơi? Được chưa? Đấy, ngày hôm nay chốt lại 11 củ anh em nhá. Quá tuyệt vời luôn. Thôi, tôi sẽ dừng lại tại đây anh em ơi. Hy vọng là anh em cũng sẽ gặp được nhiều may mắn như tôi. Ok, xin chào và gặp lại anh em ở những video tiếp theo.